Ca sĩ Karen Kim hé lộ người chồng thứ năm nhỏ hơn 6 tuổi và cuộc sống viên mãn ở tuổi xế chiều. Ca sĩ hải ngoại Karen Kim, tên thật là Hoàng Kim Hoa, sinh năm 1946 tại Châu Phú, thuộc thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang. Chắc hẳn giọng ca của cô ca sĩ mang hai dòng máu Việt Nam và Mã Lai. Karen Kim không còn xa lạ đối với thính giả tuổi trung niên, từng theo dõi hoạt động ca nhạc từ khi cô còn trong nước. Ca sĩ Karen Kim trải lòng về cuộc sống và những chuyện đời tư chưa từng được tiết lộ với công chúng. Trái ngược với vẻ hào nhoáng trên sân khấu là cuộc sống bình dị của gia đình trên đất Mỹ. Karen Kim là người con thứ 7 trong gia đình gồm 11 người con, trải qua năm đời chồng và cơ duyên với chồng kém 6 tuổi. Karen Kim là con lai, cha là người Cần Thơ, mẹ là người Malaysia, sinh sống ở Việt Nam nhiều năm. Nữ ca sĩ hai dòng máu tâm sự về đời mình, cuộc đời tôi được rất nhiều may mắn về tất cả mọi chuyện, chỉ có tình duyên hơi bị lũng củng thôi. Mặc dù yêu thích ca nhạc từ lúc còn ấu thơ, nhưng Karen Kim không được bố ủng hộ theo sự nghiệp cầm ca. Ông đã nhiều lần cấm cản cô đi con đường mà theo ông là không thích hợp với một gia đình theo đạo Hồi giáo. Quyết tâm theo đuổi đam mê, Karen Kim từng cầm bản nhạc vào nhà vệ sinh tập hát để tránh ánh mắt theo dõi của bố. Chính sự nỗ lực hết mình, cô đã thuyết phục được gia đình và theo đuổi thành công sự nghiệp ca hát. Karen Kim bắt đầu bước lên sân khấu với tên Hoàng Hoa tại một cuộc thi âm nhạc tại Ban Mê Thuộc. Cô chia sẻ, lúc đó hình như chị chỉ có mười mấy tuổi thôi, mà không phải chị ở Sài Gòn, thì ở Ban Mê Thuộc, hồi đó chị còn đi học, mà thời điểm đó chị không đẹp, bây giờ chị mới đẹp nè. Đi thi thì chị hát bài Bước Chân Chiều Chủ Nhật, được quán quân là được có cây đàn thôi. Karen Kim nói về nghệ danh của cô, hồi nhỏ đi hát lấy tên là Hoàng Hoa. Tự nhiên có một lúc nổi lên từ bài Ô Caron, ban đầu tính để chữ Caron thôi, tại vì nghe Caron thì tưởng chị ngoại quốc 100%, nên mới ghép tên giữa của chị là Kim, thành ra mới là Karen Kim. Karen Kim chia sẻ, bất ngờ chinh phục tất cả khán giả có mặt trong một đêm tại vũ trường qua nhạc phẩm Bắc Hữu, Moon River. Tiếng hát Karen Kim đã được nhạc sĩ Lê Văn Thiện để mắt đến. Ông giới thiệu cô với nam ca sĩ tiếng tăm thời đó, Bách Lâm, để đưa cô đi hát với khán giả Việt Nam biết đến cô nhiều hơn. Trình độ ngoại ngữ của Karen Kim ngày càng tốt. Nhiều khán giả nhận xét rằng khó có thể nhận ra giọng hát đó là của một người Việt Nam. Bên cạnh đó, cô cũng thổ lộ, chị cũng tập thành hát tiếng Việt. Bài hát đầu tiên được khán giả chú ý là bài Hãy Khóc Đi Em của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Chị đi đâu khán giả cũng yêu cầu bài đó hết. Luôn cả bây giờ khán giả vẫn yêu cầu bài hát đó. Với chất giọng khàn khàn đặc biệt, chị đã thể hiện xuất sắc những bài nhạc Việt trong những bộ phim ngày xưa như Xa Lộ Không Đèn, Điều Đua Nước Mắt, Biển Rộng. Nữ ca sĩ Karen Kim cũng chia sẻ bí quyết giữ lửa nghề suốt 50 năm. Chị không bao giờ biết nhàm chán. Cứ nghe hát là vui, nhưng mình sợ người ta nhàm chán mình. Thành ra mình cứ chạy chuốt những gì mình có, kê lên sân khấu, chị sẽ thay đổi bài bản và cách trình diễn. Cái đó làm động lực cho mình, rất tự tin. Sau khi rời Việt Nam sang nước ngoài định cư, Karen Kim đã bôn ba rất nhiều nơi, ban đầu ở Chicago, sau đó qua Houston. Sau này cô sinh sống và đi hát tại Cali. Được biết tại Houston, Karen Kim đã gặp và cộng tác với rất nhiều người Việt Nam và đi hát đến tận bây giờ. Karen Kim tiết lộ, chị qua Mỹ trước năm 1975, thời gian đầu chị làm công việc bưng bàn, khoảng chừng vài ba tháng thì chị đi hát cho lút Mỹ, vừa bưng bàn vừa hát, khi về đến Cali thì hát 100% luôn. Trải qua năm đời chồng và cô duyên với chồng kém 6 tuổi, vào những năm 1967-68, Karen Kim lập gia đình với người chồng đầu tiên, nhưng chỉ ở được vài năm vì chồng bà qua đời sớm. Thời điểm bấy giờ báo chí đưa tin ông bị ám sát. Nhưng theo lời Karen Kim mới đây kể lại, chồng bà làm lính trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Lúc bấy giờ muốn thay bà đi đây đó biểu diễn, nhưng quân đội không cho. Lúc ông đang biểu diễn tại Sài Gòn thì bị bắt còng tay đi. Vì tức giận, ông đã lấy súng bắn chết đại đội trưởng, sau đó tự sát trong nhà giam. Bà tâm sự về chuyện đã qua. Biến cố thì rất nhiều, nhưng những gì không đẹp thì tôi không muốn nhớ tới. Tôi mất một người chồng, anh đó cũng trong nghề làm đánh trống. Anh ấy mất vào thập niên 60 khi mới 30, 31 tuổi. Khi đó chúng tôi lấy nhau vài năm và chưa có con cái.
đó là cú sốc khiến cho tôi nhớ hoài, không bao giờ quên. Hồi đó còn trẻ, tôi cũng bon chen và bay bướm lắm. Khi lấy anh, một đứa thì lùn thịt, một đứa thì cao. Tôi cao hơn anh ấy, nhưng rất hạnh phúc. Sau khi chồng qua đời đến năm 1975, thì Karen Kim mới vượt biên qua Mỹ. Và bà tiếp tục lấy người chồng thứ hai. Khoảng thời gian này, Karen Kim đi học làm đẹp, làm tóc và làm bưng bê trong quán bar. Lý do không thể đi hát là chỗ cô sinh sống, ở xa cộng đồng người Việt, lại là vùng hay gặp bão tuyết. Mùa đông mưa gió bão vùng, tuyết ngập lên kinh khủng lắm, đi hát như vậy thì ớn lắm. Cuối năm chạy xô mà đi ngang đó, sợ lắm, giọng ca 4X tâm sự. Cô kể, tôi xin bưng bê trong bar có nhạc. Người ta phỏng vấn, hỏi tôi ngày xưa làm gì. Tôi bảo mới ở Việt Nam qua, lúc đó tôi đẹp lắm, trẻ tóc dài, người gầy. Tôi hát, ổng nghe vậy thôi. Khi tôi làm phục vụ, đem rượu cho khách uống, thì thấy họ có ban nhạc. Cô ca sĩ Mỹ tóc bạc, hát đúng dòng nhạc của tôi. Tôi thèm hát, chảy nước miếng, muốn xin lên được hát. Ông chủ nói, mày có muốn lên hát không? Nhưng người quản lý ban nhạc cho biết, luật lệ của tụi nó không cho người lạ lên hát. Trời xui đất khiến sao? Một hôm, bà ca sĩ bị bệnh. Ông chủ bảo, Caron, nghe nói mày, ngày xưa làm ca sĩ phải không? Tối nay, Christina bị bệnh. Mày có thể lên hát không? Tôi mừng quá trời, nhưng vừa hát vừa bưng bê. Chỉ hát một hai bài thôi. Tôi lên hát, khán giả ngạc nhiên, trước cô phục vụ. Đêm đó tôi được tiếp nhiều. Sau đêm đó, vẻ đẹp lạ khác. Với những ca sĩ Mỹ, cùng giọng hát của Karen Kim đã gây chú ý, nữ ca sĩ hát dòng nhạc đồng quê. Tuy được lên sân khấu, nhưng giọng ca nổi tiếng hài hước cho biết, tôi khói bưng bê hơn, tại có nhiều tiền được tiếp và chạy tới chạy lui vui lắm. Số cô khi đó chỉ hát được một vài tháng. Đến khi vợ cũ của nhạc sĩ Lam Phương tổ chức một đại nhạc hội lớn ở Mỹ đã mời cô, lúc đó khoảng những năm 70-80. Giữa những thanh thúy giao linh thì dòng nhạc của tôi đặc biệt không đụng ai. Đi hát mà được trả $500, mừng quá trời. Cô cũng từng hát bài On Caron cho Buddy Banai, những số đầu tiên, và khán giả đã để ý tới sự trở lại của nữ ca sĩ. Năm 1984, khi chuyển về California, có vũ trường và cô được đi hát mỗi đêm cuối tuần. Karen Kim cho biết, cuộc đời của cô trải qua nhiều chông chênh. Con gái tôi là nhà văn, nó nói, con có thể viết một câu chuyện về cuộc đời mẹ. Nữ ca sĩ cho biết, cha mẹ mình có 11 người con, cô là thứ 7, nhưng hiện tại chỉ còn 7 người còn sống. Trong nhà chỉ mình cô theo nghệ thuật. Giờ Karen Kim có con gái, cũng là ca sĩ và viết văn. Cô tiết lộ mình có 2 người con. Nữ ca sĩ chia sẻ, đúng ra tôi muốn huấn luyện con theo nghệ thuật từ nhỏ. Nhưng mà nó chê, nó cười, nó bảo không thích nghề ca hát. Không hiểu sao, lúc gần 30 tuổi, tự dưng nó bắt đầu hát. Tôi hết hồn luôn. Nếu con hát từ sớm, tôi giới thiệu cho cộng đồng của mình, thì bước đi sẽ dễ hơn. Trải qua những trung chuyên, giờ đây, Karen Kim đã có được hạnh phúc bên người chồng hiện tại kém 6 tuổi. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cho hay, chồng tôi mới bị bệnh nặng, phải thay gan cách đây 5 năm. Tôi có bổn phận phải lo cho anh. Thành ra tôi muốn về Việt Nam thăm gia đình anh ấy, nhưng phải bay cả chục tiếng đồng hồ, anh ấy phải khỏe mới được. Tôi thì có nhiều sức khỏe, xong đi hát chỉ 5-7 thôi, chứ 2-3 tuần thì không được. Nói về cô duyên với ông xã, nữ ca sĩ cho hay, lúc đó tôi vẫn còn trẻ, trai tráng bu sùm, mà anh này ngồi gần trước mặt tôi gần 10 năm, mà tôi không để ý. Trong vũ trường, anh ấy âm thầm thích tôi, đi chơi chung anh ấy, nó mới biết. Bữa đó đi hát xong, đi ăn với cả nhóm, tôi xưng chị, ổng bảo, trời, Kim bao nhiêu tuổi mà gọi tôi bằng em? Tại vì nếu mà kêu em, thì đâu có dê được, tôi liền chuyển sang xưng em, cô cười. Karen Kim cho biết, khi đó, ổng cũng đẹp trai, ngon lành, chịu chi như đại gia. Mấy người xung quanh toàn kêu là đại ca, anh hai. Một bữa sau giao thừa, đi chơi đầu năm mới, tôi thấy ổng đi với một cô gái. Tôi cũng nhào vô, cô ấy có vẻ không thích, mà cô ấy giàu, có nhà ở thành phố lớn. Sau này ổng kể, cô đó muốn cưới ổng, lo cho ổng có nhà, có tàu, mà ổng không chịu, ổng lại mê tôi. Khi tôi nhào vô nói chuyện, ổng cũng vui vẻ, cô ấy chỉ theo cô ổng thôi. Ổng đứng lên đưa cô ấy về, thấy hai người đi hai xe, tôi mừng quá trời. Hồi đó tôi quậy lắm, nữ ca sĩ cho biết, chồng là người rất hoàn hảo, ga lăng. Trước khi đến với nhau, ông xã đã biết cô hay đi ăn, cùng con gái có với chồng trước. Giọng ca sinh năm 1946 hài hước tiết lộ, bên Mỹ có nữ ca sĩ nam chồng,
thì Việt Nam có Ca Đoan Kim 5 đời. Những đời chồng không cưới nhưng ở với nhau vài năm. Câu chuyện cuối cùng vì sao mình an phận? Tôi nghĩ chắc có lẽ tại mình. Tôi thèm một mái ấm gia đình lắm, mê nấu ăn. Đến người này người ta không bảo, không đòi hỏi làm tự tôi làm. Người này thấy là mê tích luôn. Người vợ bao giờ cũng phải lo cho chồng, không cần biết ra ngoài đời làm mấy triệu nhưng mà về phải chăm lo cho chồng. Tôi cơm nước hầu hạ, kể cả đi xô vài ngày tôi cũng nấu để sẵn trong tủ, tại anh ấy không ăn ở ngoài được. Cô tâm sự hiện tại con gái của Ca Đoan Kim sống xa cô và rất bận rộn, con trai cô cũng ở một nơi khác.